Rồi, xin chào các bạn nha. Sáng nay mình vào lựa cho các bạn cái máy dầu rin. Cái này có dẫn lông, tia ép phun lùng, cây cao 8 tấc, bề rộng 1 mét và vành thân rồi tầm 17 18 nha nè. Cái có củ đớn nổi rất là rõ ràng. Tay cần rỉ ra rồi. Bấm cù lại ha. Đây, bấm cù nè anh em xem nè. Cờ rin cốt thân nó liên lạc với nhau, dòng này dòng lấy gai nha, dạo lấy gai hoa rất là mịn là đẹp, dày cánh dây hoa thơm. Đó, anh em xem nha, lá nó tự về. Rồng le bớt rồi đó. Cũ rồi mình thôi. Ok, cũ rất lớn nha. Cũ bự đẹp. Bầm tay hết. Cây guồn rất đẹp nha nè. Già còi mình. Già dĩa cực kỳ là nó lão luôn. Có những cái nốt sần rồi. Tay cành là cù rút. Rồi, anh em nào thích cái này liên hệ mình nha, số điện thoại 0849 020790. Chuyển qua cây số 2. Cây số 2 này form nó lùng hơn, cao 70, bề ngang là 65, quanh lớn hơn cây kia một tí, lớn hơn hoặc là nó ngang đó. Rất lớn, cù đẹp rồi đây, còn cù đây này, cái này cành cốt là nó đơ hơn, bán nó rìa hơn, nó bấm cù rồi bây giờ nó bắt đầu nó bán bán mầm tược mà mới này. Bây giờ bán mưa nắng nắng nhiều quá mình xịt phân nó bị nổ lé rồi nè, nổ lé nha, mình hãm lại thôi. Có máy này thì mình lạch cũng được, cái gì cũng xử lý nó cũng đơn giản thôi, lạch mình hãm lại bớt lượng phân thuốc. Chung cây tính năng tính ổn định của nó không sao hết. Cây cành già vết két này, bấm cục là hết rồi, cục là giống như mấy cái này nè, sau này nó ra dài giữ khuôn lần, dạo này hoa cực kỳ đẹp này. Chung hai cây là cùng một giống hết nha nè, cây số 3 này. Bè này là cái cây cúc rồi nè, lâu quá mình quên quá, và cụ đẹp quá, cụ rất đẹp nè, cây già còi. Cái số bè này nó cao 1, 2, 3, cao tầm 75, gần 4 ngăn tay, 75. Bề rộng nó rơi vào tầm 60, chính xác luôn, 60. Cái này mình rút 5 tay một ngọn, 3, 4, 5, 5 tay một ngọn trong này. Như cái cục rin này nè, có làm dấu của tay này. Sơ, cục rồi, một cái cục rin và hai cái dấu rin nha. Nhưng mà dòng lá gai hoa thơm cánh dê. Rồi, anh em nào thích cái cây nào trong video liên hệ mình nha. Cây số B là cục rin, cây số 1, số 2 là dầu rin. Cây nào cả năng cụ đó già nữa lựa ra dầu lưu này, để thành một hàng luôn.
cho anh em vừa lựa chọn nha. Rồi, xin chào.